À, quý vị có biết nhóm nhạc này tên là gì không ạ? Các anh đã chuẩn bị xong sân khấu và xin được giới thiệu đến toàn thể quý vị, các anh chị em nghệ sĩ khu vực Biên Hòa, đó là nhóm nhạc MTV. Một tràng pháo tay thật là lớn cho nhóm nhạc MTV ạ. Quý vị thân mến, Khải Anh rất muốn một tràng pháo tay lớn hơn nữa được không ạ? Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều ạ. Thank you.
ugly's the house in your ugly's. They call the rising sun. I miss the glory of Betty, of the bars, and that I know I'm one. My mind wears a tailor. He soon gazes on the top, and the only time he'll be satisfied is when he's on the top. Xin được cảm ơn ban nhạc MTV rất là nhiều. Điểm đặc biệt và chúng ta nhìn thấy và cũng Khải Anh cũng nhìn thấy nữa, đó chính là ban nhạc MTV của chúng ta, tất cả các thành viên trong ban nhạc đều hát, mà không những hát bình thường mà hát rất là hay. Và vừa rồi chúng ta vừa được lắng nghe, đó chính là tiếng hát của anh Tuấn và anh Hữu. Một lần nữa quý vị thân mến, hãy cho một tràng pháo tay thật là lớn dành cho ban nhạc MTV. Và kính thưa tất cả quý vị thân mến, trong ngày hôm nay thì chúng tôi đón được đón tiếp và rất là vinh dự được đón tiếp các vị khách quý cũng như là các anh em nghệ sĩ rất đông đủ đến tham dự ngày hôm nay. Và ngay bây giờ chúng tôi xin được trân trọng kính mời lên sân khấu nhạc sĩ Thái Hùng đến từ thành phố Hồ Chí Minh, giám đốc âm nhạc phòng trà MTV sẽ lên sân khấu để có lời phát biểu. Xin được trân trọng kính mời nhạc sĩ.